Đây là kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Mới đây, AFC đã công bố nhóm hạt giống sơ bộ cho lễ bốc thăm vòng loại giải U23 châu Á 2026. Theo đó, với thành tích vào đến tứ kết của U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1. Cùng ở nhóm hạt giống số 1 còn có các đội đã đạt được thành tích cao ở giải U23 châu Á 2024 như Nhật Bản, Uzbekistan, Iraq, Indonesia hay Hàn Quốc. Việc được ở nhóm hạt giống số 1 sẽ giúp U23 Việt Nam có thêm cơ hội để giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dự kiến, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2025. Giải đấu này sẽ có tính chất quan trọng với các cầu thủ trẻ của Việt Nam, nhất là khi lứa cầu thủ sinh năm 2005-2006 đã không thể vượt qua vòng loại U20 châu Á 2025. Nếu không có gì thay đổi, vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ có 47 đội tham dự. Các đội sẽ thi đấu để chọn ra 15 đội dự vòng chung kết cùng đội chủ nhà Saudi Arabia. Lực lượng cầu thủ chủ yếu của U23 Việt Nam đá giải này dự kiến là những nhân tố thuộc lứa 2003-2004 với một số cầu thủ đã được biết đến như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Đình Bắc và Bùi Vĩ Hào. Ngày 1 tháng 11, vòng 6 V-League 2024-2025 sẽ bắt đầu với trận đấu Hải Phòng FC gặp Nam Định trên sân Lạch Tray. Trận đấu này sẽ mở màn cho 3 ngày thi đấu của vòng đấu này với một số trận đấu hấp dẫn. Ngoài trận Hải Phòng FC đối đầu với Nam Định, còn có một số cuộc đọ sức đáng chú ý như Bình Dương đối đầu với Hoàng Anh Gia Lai hay Thanh Hóa gặp Hà Nội FC trong 2 ngày 2 và 3 tháng 11. Vòng 6 của V-League 2024-2025 cũng đánh dấu sự bắt đầu quãng thời gian thi đấu với mật độ thi đấu dày đặc của các câu lạc bộ dự giải. Theo đó, trong khoảng thời gian 19 ngày, từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 11, các đội bóng ở V-League sẽ thi đấu đến 4 vòng, 6, 7, 8 và 9. Như vậy, bình quân mỗi đội sẽ phải ra sân với mật độ trung bình chưa đến 5 ngày một trận. Trong quãng thời gian nói trên, những giải đấu hàng đầu châu Âu, bao gồm hạng Anh, sẽ chỉ thi đấu 2 vòng vào các ngày 4 và 5 tháng 11, cũng như 19 và 20 tháng 11. Sở dĩ V-League đá dày trong giai đoạn này là bởi đội tuyển Việt Nam sẽ không tập trung trong dịp FIFA Day tháng 11, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 11. Tiền vệ Trần Văn Bửu của câu lạc bộ Hà Tĩnh đã không may dính chấn thương ở vòng 1 V-League 2024-2025. Sau khi kiểm tra chụp phim cho biết, anh bị đứt dây chằng đầu gối phải và buộc phải tiến hành phẫu thuật. Chấn thương nghiêm trọng này sẽ khiến tiền vệ 26 tuổi nghỉ thi đấu từ 7 đến 8 tháng. Đồng nghĩa với việc mùa giải 2024-2025 sớm khép lại với Văn Bửu. Đây rõ ràng là tin không vui với cá nhân cầu thủ này cũng như đội bóng chủ quản khi mà mùa giải mới chỉ trải qua được 5 vòng đấu. Cập nhật về tình hình chấn thương sau phẫu thuật, Văn Bửu cho biết: "Chấn thương của tôi đã phẫu thuật được 4 tuần và giờ đang tiến hành tập hồi phục. Thời điểm này, tôi vẫn phải nhờ đến nạng để đi lại và phải cỡ 7 tuần mới được bỏ nạng. Hy vọng chấn thương sẽ hồi phục ổn để tôi sớm quay lại sân cỏ." Văn Bửu được đánh giá cao nhờ khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Anh từng được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2019. Câu lạc bộ Hà Tĩnh đang có khởi đầu như ý ở V-League 2024-2025 khi đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 9 điểm sau 5 vòng đấu. Bất chấp việc không sở hữu dàn sao, đoàn quân dưới quyền huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang thi đấu ấn tượng và duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Các trang báo Bồ Đào Nha đưa tin, MU và cá nhân huấn luyện viên Ruben Amorim đã đạt thỏa thuận miệng về việc nhà cầm quân trẻ tuổi này sẽ là người dẫn dắt mới của Quỷ Đỏ. Vấn đề tiếp theo là việc đàm phán giữa MU và Sporting khi hợp đồng của Amorim với đội bóng đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha vẫn còn hiệu lực. Ban đầu, đôi bên thống nhất MU sẽ chi ra 10 triệu euro giải phóng hợp đồng và Amorim sẽ sớm có mặt ở nước Anh. Tuy nhiên, tờ Abola đưa tin chủ tịch Sporting đã tăng yêu cầu tài chính thêm 5 triệu euro với mong muốn Sporting sẽ nhận thêm số tiền này để đền bù hợp đồng với đội ngũ trợ lý. Và ngay cả khi MU đáp ứng được các khoản phí đó,
Sporting vẫn sẽ có 30 ngày để chia tay huấn luyện viên Amorim. Nếu điều này trở thành hiện thực, Amorim sẽ không thể dẫn dắt MU đấu với Chelsea vào chủ nhật sắp tới. Thậm chí có thể đến tháng 12, nhà cầm quân này mới có thể ra mắt MU. Trong thời gian huấn luyện viên Ruben Amorim chưa chính thức được bổ nhiệm, MU vẫn sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên tạm quyền Ruud van Nistelrooy. Amorim là một trong những huấn luyện viên trẻ được săn đón nhất hiện nay. Ông giúp Sporting thi đấu thăng hoa ở cả trong nước lẫn cúp châu Âu. Chiến lược gia 39 tuổi được nhiều ông lớn liên hệ, từ Liverpool tới Man City. Hồi hè vừa qua, cựu tiền vệ này suýt cập bến Anfield trước khi Arne Slot được bổ nhiệm. Ngoài ra, ông còn được Chelsea và cả West Ham tiếp cận. Khi còn là cầu thủ, Amorim thi đấu ở vị trí tiền vệ. Trong sự nghiệp, Amorim từng có 8 trận ra sân cùng siêu sao Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.